xin được chào mừng tất cả quý vị và các em học sinh lại trở lại với chương trình đọc văn trên kênh dân tộc ta ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ đọc cho các bạn ba bài văn nhạc bài văn thứ nhất có tên là tả con đường đến trường bão táp bài văn thứ hai là tả mẹ đẹp như hoa hậu và bài văn thứ ba là suy nghĩ về vật chất rất hay nha các bạn và sau đây thì chúng ta hãy vào nội dung chi tiết một bài văn rất thú vị của bạn Sùng Mùa thứ 6 ngày 9 tháng 12 năm 2022 tập làm văn luyện tập tả cảnh hãy tả lại con đường đến trường thì bạn không biết là có phải bạn Sùng Mùa không hay là bạn nào khác đã làm thế này này Thò đầu ra khỏi nhà em là toàn núi em vước đi trên một cái con đường đất đá sỏi đến nhà bạn Vư thì gặp ngay con chó nhảy ra cắn ui ạ, có gì đây em đá một phát nó kêu ngóng ngóng ui vậy dạ. dạ. bố bạn vừa lại bảo thằng chó nào đánh chó tao đó tao bảo nó cắn tao ui vậy dạ. bố bạn vừa đuổi đánh tao đuổi đuổi đánh em em lại vước đi nghe ngang đố con chó nào cắn được tao ui ôi trời dạ. à, ngoài phòng phết nhỉ tao đá cho Cô giáo em bảo Ô em chi không mặc áo à Sao lại mặc pho phe thế Không lạnh à Em bảo không lạnh Cô giáo em lại cầm cổ em vào lớp Ui rồi Có thật không đấy Cô bảo các em ngồi xuống ta hộp Ui rồi Cô giáo em rất ngoan Cô rất sợ chó Còn em không sợ Ui rồi không nhịn được cười khi đọc bài này. Sau đó cô giáo có phê vào đây là Em đã biết tả con đường đến trường. Tuy nhiên còn sai chính tả quá nhiều. Lời văn chưa hay. Có cố gắng. Ồ. <laughs> Ồ đúng là như thế thật đấy. Ồ, quả nhiên là như vậy. Rất thú vị đúng không các bạn? một bài văn được viết gần đây thôi, đó là mùng 3 tháng 10 năm 2023, tập làm văn. Hãy tả lại một người thân trong gia đình em, thì một em học sinh nào đó đã làm thế này này. Bài làm, mẹ em là người tuy không phải hoa hậu, nhưng đẹp chẳng kém cạnh các chân dài nổi tiếng. Tóc mẹ tuy không bằng bạch tuyết, nhưng cũng thừa tiêu chuẩn để quảng cáo dầu gội, săn siêu. ai à! Dạ? Dáng mẹ em tuy không ăn đứt đỗ hà nhưng cũng đủ làm ngơ ngác đám đàn ông mỗi khi mẹ xuống phố hàm răng mẹ trắng đều trông tựa ngọc trai mắt mẹ long lanh như dòng suối đến nỗi chú bán thịt lợn đầu làng cũng phải ngoái theo nhìn mẹ đến gần gáy cổ mới chịu nhưng cũng vì mẹ đẹp vậy mà bố em khổ mẹ đi đâu bố cũng lo mẹ chơi trai ghen rồi ghen rồi mẹ lên cơ quan về muộn bố cũng đến đón mẹ đi nhậu khuya với sếp về bố cũng sợ họ lấy mất mẹ thấy bố lo lắng quá con bảo bố ơi ai mà chả biết uh, mẹ duyên là vợ của bố tùng nếu mà họ thấy mẹ đẹp thì cho họ hôn mẹ một cái có sao đâu ấy à, 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 em nói đúng đấy nhỉ có vấn đề gì đâu nếu mà ông sếp của mẹ thích mẹ thì cho ông ta hôn mẹ 10 cái lại thôi có sao đâu ui giời ui ôi thế thì không được <laughs> hôn mẹ 10 cái để xong không được khi em bảo thế thì bố mắng em ngốc nghếch bố bảo cho nó hôn là nó ăn luôn con con nhỏ chả biết cái, cái quái gì cả ui giời <laughs> ui giời à dạ thưa cô người có phải yêu quái đâu mà ăn thịt người có nhỉ túm lại mẹ em là đẹp Em rất yêu mẹ. Ồ, oh, đoạn này lạc đề rồi nha em. Sau đó lời phê cuối là Em tả mẹ đoạn đầu rất hay, tuy nhiên thiếu phần tả sở thích, tính cách. À, lời phê có vẻ đúng đấy. Ồ, dạ? <laughs> oh, quả nhiên là mẹ bạn này là cũng có nhan sắc thật đấy, chắc à. Thế này là cũng đủ hiểu rồi nhỉ À, rất thú vị nhé. Một bài văn được 8,5 điểm của bạn có tên là Nguyễn Thi Thoại với lời phê rất ngắn gọn là bài làm tốt bạn này học lớp 9 nha. Có vẻ là lớp 9A hay lớp 9BC gì đấy. Đề bài là suy nghĩ của em về lối sống chạy theo vật chất của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Thì bạn Nguyễn Thi Thoại đã làm thế này này. Bài làm ngày nay giá trị của một con người được đo bằng số tài sản anh ta có. Dù thực tế phải thừa nhận rằng cho dù có giỏi đến đâu mà không có của ăn của để là vẫn xếp vào diện ngu. Sao nói năng liều thế nhỉ? Trong xã hội phức tạp này người ta đã bị vật chất kéo con người theo, người ta chỉ nể ai có tiền sau đó mới nể ai có quyền sau. Tiền vẫn đứng, tiền vẫn đứng trước quyền. Vậy vật chất là gì? Là tất cả những thứ sờ được, thấy được có thể quy đổi ra bằng tiền thì gọi là vật chất. Ví dụ nhà, đất, xe, công ty, Bitcoin sản phẩm hàng hóa vân vân thì gọi là vật chất. Nếu ngày xưa ông bà ta chỉ cần đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc rồi thì ngày nay giới trẻ đã bỏ qua tiêu chuẩn cũ ăn phải ngon, mặc phải đẹp hoặc ăn phải sang, mặc phải đẳng cấp mới chịu. Điều này xảy ra do từ nhỏ con nít thời nay đã không biết khổ là gì, thiếu thốn là gì. Nếu thời chiến tranh khổ sở, thiếu thốn, gầy nhom, thương nhau chia củ sắn lùi, Bát cơm xẻ nửa chăn xui đắp cùng tô hữu... Thì ngày nay sơn hào hải vị bốn phương... Xâm banh rượu pháp đủ đường bày ra... Đó là nói về ăn... Còn mặc thì ngày xưa kín cổng cao tường... Ngày nay cứ phải hở đủ đường mới vui... Anh em thì mốt nọ mốt kia... Chị em thì thiếu vải tựa lưa cả ngày... Mới có thể khoe được vẻ đẹp non dại của mình... Mà thực tế chỉ như cái mai rùa giống tuếch, Bên ngoài thì phơi phới bao nhiêu bên trong trống rỗng chẳng còn cái chi. Mới lên 14, 15, thân em đã rú rượi như bà cô bốn chục. Đó là cũng do tiếp xúc với văn hóa phẩm đồi trụy xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội như live TikTok, Facebook, vân vân Anh em, chị em lên khoe hàng, khoe thân, lắc mông, cởi áo, lộ hàng, tào lao. Thì bảo sao giới trẻ chả thích đi nhà nghỉ sớm. Úi dạ chưa đánh mà bọn nó đã đánh nhau sành sạch trong khách sạn khi mới tuổi tin tuổi ten thì bảo sao không hư hỏng. Ui à. Thật ra cha mẹ cũng đã khuyên can nhưng khuyên thế nào được, thích thì cứ nhích thôi vì quen lối rồi. Nếu xưa kia công chúa hoàng tử chỉ xuất hiện trong phủ, trong cung vua thì ngày nay bất cứ nhà nào giàu có đều có công tử tiểu thư được ví như công chúa hoàng tử giới trẻ ngày nay chuộng vật chất hư hỏng cũng do quá sướng từ nhỏ chỉ có ăn với học chả được làm gì còn những đứa còn giàu từ trong trứng nước ngậm thìa vàng xuất phát từ vạch đích nên sinh ra chỉ biết nhìn vào vật chất tiền bạc làm thước đo cho giá trị con người còn đi lại thì sao ngày xưa khi ông bà ta có cái xe đạp đi là ngon lắm rồi thì ngày nay không những có xe máy ô tô mà còn phải xe xịn xe sang xe đắt tiền mới chịu Thật ra xe chỉ là phương tiện di chuyển Tính năng của chiếc xe máy Honda 20 củ cũ Cũng giống xe 200 củ cũ. Cũng là để di chuyển Cái khác của hai chiếc xe này là một một cái rẻ hơn Một cái đắt hơn Cái rẻ hơn đi chậm hơn Cái đắt hơn đi nhanh hơn Nhưng cũng có khả năng lên bàn thở nhanh hơn Đấy đúng Xe ô tô 400 củ và xe ô tô 4 tỏi cũng như thế Cái khác nhau là ai mua xe 4 tỏi ngu hơn Sao lại ngu hơn vì bị nhà sản xuất lừa Xe 400 củ cũng đi được Cũng an toàn Nếu không an toàn cục kiểm định đã cho đắp chiếu rồi Không cho bán ra thị trường Nhà sản xuất xe đắt tiền họ Thổi phòng giá trị của nó lên Cố gắng nghiên cứu thêm vài cái tính năng Rẻ tiền để lừa dân mua Nhưng nếu tỉnh táo dân phải biết rõ Xe là để di chuyển Cái xe nào di chuyển tốt Ít hư hỏng là xe ngon nhưng chính người dân họ lại ham cái xe đắt tiền vì họ muốn thể hiện đẳng cấp với bạn bè, hàng xóm láng giềng. Thế là được cả đôi bên, kẻ được tiền, người được khoe. À, phân tích hài phết nha. Còn vấn đề ở thì sao? Thì cũng phải lầu cao biệt thự. Thấy nhà bên cao to thì cả giới trẻ, cả bố mẹ đều cố xây cao to hơn để chèn nhau, để hạ nhau, để thi đua nhau. Nhưng họ lại quên rằng cái giường ngủ chỉ rộng 2 mét, dài 3 mét. Có thể nói lối sống chạy theo vật chất không chỉ là một bộ phận giới trẻ mà nó còn lây lan sang nhiều bộ phận trong đó có giới già đang sống. Khi ai đó va chạm nhau ở ngoài đường câu nói phổ biến là mày có biết bố mày là ai không? Thì nếu hỏi em thì em cũng chịu vì em cũng không rõ là đang hỏi bố tao hay bố mày. <laughs> Sao vẽ thêm một cái mặt vào đây nữa này, mặt cười này nhưng ai cũng biết câu nói đó là sự thể hiện quyền lực và giàu có của họ giới trẻ ngày nay bị hút theo tiếng gọi của vật chất của đồng tiền quá nhiều để rồi coi vật chất là thước đo cho giá trị của một con người. Nhưng họ quên mất một thực tế là chính con người giá trị mới tạo ra được vật chất chứ không có chiều ngược lại nếu cho người trẻ vật chất từ nhỏ và quá nhiều sẽ sinh ra thói ăn chơi xa đọa tiêu xài hoang phí, lúc đó dẫn đến thiếu ý chí lao động kiên trì, nếu chẳng may phá sản nghèo nàn dễ trở thành tệ nạn xã hội. Trong xã hội ngày nay, vẫn có những bạn trẻ chăm chỉ, ngoan và cầu tiến nhưng có vẻ số đó ít hơn, nhiều khi chính họ cũng bị cuốn theo chiều gió xoáy của thế giới vật chất. Tiền bạc vật chất là quan trọng nhưng chúng không phải là điểm đến của hạnh phúc. Vật chất chỉ là công cụ, là phương tiện để đưa con người đến bến bờ bình an hạnh phúc, nếu coi nó là mục đích thì cuộc đời sẽ thất bại. Nhưng nếu coi nó chỉ là công cụ, là phương tiện thì vật chất lại phục vụ rất đắc lực cho con người. Lòng tham của con người cũng là tham vật chất, vậy thay vì tham, vì chạy theo vật chất nên tham tri thức, ham hiểu biết sẽ hay hơn. Vì tri thức sẽ kiếm ra được nhiều vật chất, nhưng vật chất nhiều quá thì không thể kiếm ra nhiều tri thức mà chỉ kiếm về nhiều lòng tham mà thôi. Tiền là mảnh giấy tí ti mà bao kẻ chết cũng vì giật tranh. Rồi khi mộng vỡ tan tành, mộ bằng lấp hết tội danh vẫn còn. Thanh Hùng có tiền mặc sức ăn chơi, nhiều tiền thì cứ coi trời bằng vung. Không tiền như giấy mắc mưa, bị người trà đạp đuổi xua như ruồi. Nhiều tiền cũng chẳng thể mang về nơi cát bụi đá vàng như nhau. Đỉnh Huân, hết bài. Ờ, cũng tuyệt vời đấy. Được. Các bạn thấy bài văn này như thế nào? Và đến đây các bạn có thể cho tớ xin một like. Và như thường lệ thì phần cuối video là một câu đố nha các bạn. Câu đố. Có một anh chàng làm việc trong một tòa nhà 50 tầng. Nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35, rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Ấy. À, anh này có giờ hay không nhỉ? À chà, Các bạn động não suy nghĩ xem nào sau đó viết xuống phía dưới. Tôi sẽ vào giúp ly và trả lời từ người một nha. Và đến đây, ai quên like thì hãy để lại một like và nếu bạn là người mới thì hãy để lại một đăng ký để lần sau có những bài văn hay như thế này nha các bạn và cuối video xin được nói câu quen thuộc đó là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video lần sau vào tối và tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần nha